bà con. Những người mà chưa có phương tiện để đi thì chúng tôi vừa gặp và nói chuyện với một vị công an tỉnh, và họ bảo rằng là họ cũng có những cái khó khăn và không thể giải quyết để cho chúng ta có phương tiện để đi. Vậy thì bà con có cảm thấy có thể là đi bộ tiếp được nữa, hay là bà con cảm thấy mọi người thì chúng ta phải kiếm xe để chúng ta về? Đi bộ! Đi bộ! Bây giờ nói thật, nếu mà đi bộ là cái quãng đường rất xa, cho nên là bà con cảm thấy như thế nào, có thể là đi được hay là chúng ta chịu khó về để cho những người đi xe máy đi? Đi bộ! Đi bộ! Nếu mà bà con cương quyết đi bộ thì tất cả những người đi xe máy chúng ta chịu khó, chúng ta đi vào trong thuận tiện. Hỏi ý kiến của tôi được sự nhất thiết của tôi được quay nhé. Go! Go!
bây giờ chúng ta cứ lên thôi, chúng ta lên xe để chúng ta lên một chút. À có trật tự á. Đến công ty tối nhất là chúng ta sẽ đường trước trước. Nắm đẩy xe, nắm đẩy xe của chúng đi. Không được xe mô ta đi ra hết rồi. Rồi, bây giờ những ai đi bộ, xin mời bà con lên xe để nghỉ ngơi một chút. Từ buổi sáng cho đến bây giờ bà con đi bộ rất là mệt. Rồi, lên xe đi. Ông lên xe đi. Có là xe bị lên xe bị kiệt thắt. Ngồi tiếp. Hiện tại công an đang cố gắng ngăn cản không cho quay và mỗi xe đến phải được công an điều tới chứ không phải là mình điều tới. Bà con ai đi bộ đi xe đây. Ai đi bộ mời lên xe đây. Rồi bây giờ đi đây, chó xe rà đi, số đi bộ còn đi tên tên này. Ở đây hết rồi, chó xe rà mình đứng ở đây rồi ăn đi bộ. Rất đông lực lượng công an thường phục và sắc phục đang còn đứng quanh những người dân đi kiểm.
xe mà bên công an đã cho tới để đón người dân đi bộ đi khởi kiện. Không phải ông đi xe đâu. Và giờ hiện tại đoàn bắt đầu chuyến hành trình tiếp tục đi kiện Fukuta. Hiện tại đã tới thị trấn Cầu Giác, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Và chúng tôi sẽ tiếp tục trực tiếp live sau chuyến